Chào các bạn, hiện nay mình đang ở ga Shinjuku. Hôm nay mình lên Shinjuku với một cái lý do, đó là mình đi mua iPhone các bạn ạ. Ở nhà vợ hỏi là anh đi đâu đấy? Thì bảo là anh đi lên Shinjuku để mua iPhone. Rồi thì ăn bát mì ở cái quán mì ngày xưa á. Vợ à, tiền đã không có rồi còn iPhone các kiểu. Tuy nhiên, mình có một bí mật như thế này trong video này, đó là gì ạ? Mình sẽ mua hai con iPhone. Một con iPhone mình sẽ để tặng vợ. Bởi vì trong quãng thời gian qua vợ mình đã rất là cố gắng quay video các kiểu rồi học tập các kiểu các bạn ạ. Nhưng mà không biết về có bị mắng không. Nhưng mà mình sẽ mua iPhone hai con và một con để tặng vợ để, và sẽ mang về để xem cái phản ứng của vợ mình như thế nào nhá. Cô Thanh như thế nào luôn. Ok chưa? Hiện nay thì mình đã đặt lịch hẹn ở trên cửa hàng Apple rồi. Bây giờ mình chỉ có đến lấy thôi. Bây giờ các bạn đi cùng mình nhá. Ok. Tình hình là rất là đông các bạn ạ. Đứng đợi ngoài này này. Nhưng mà mình hẹn rồi không biết có vào có ok không. Để thử vào luôn nhá. Apple à. Đây này, đứng đợi các bạn đây này, rất là đông này, gặp luôn một đoạn người Việt Nam các bạn ạ. Bật mí nhá, hôm nay thì mua hai con iPhone, một con tặng cô Thanh luôn đấy. Con tặng cô Thanh luôn. Con tặng cô Thanh luôn. Con đem con đấy em thôi. Học N4. Học N4 này. Xin chào nhá. Hai CC Linh. Đây, học sinh của cô Linh đây. Dạo mặt đây. Yeah. Hello các bạn. Thì là mua xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi về. Ok. Đây, Apple đây. Hai cái luôn. Về đến nhà rồi các bạn ạ. Thấy vợ bảo đang em mới bắt đầu live stream thôi. Tại vì hôm nay có buổi live stream mà mình lại đi lên Shinjuku mất. Nên là không biết là nhà có biết cách bấm live stream mà hôm qua cũng dạy rồi mà không biết thế nào. Hôm nay còn bật điện sẵn này. Ngoài cửa này. Để bấm chuông một cái để báo hiệu cho biết này. Nghe tiếng đang live stream trên tầng á. Cửa mở luôn. Điện trong nhà cũng bật hộ luôn này, sáng luôn. Cho lên tầng này. Vợ ơi, anh về rồi. Live stream gì à? Xin chào các bạn nhá. Anh đang quay phim này. Thật à? Ừ, đang quay video. Yeah. Hẹn với mọi người là 7 giờ mà. Đây này, anh mua điện thoại này. Mua điện thoại xuống kia mà xem thì có. Thôi với con của em là. Đấy. Nhưng mà đây là cái điện thoại của em mà. Ui, mua của anh à? Ừ, anh mua hai cái. Mua hai cái, một cái cho em. Đưa một cái cho cô Thanh các bạn ạ. Hả? Hả? Ở đâu? Hắt mỡ để. Còn một cái đây mà. Thật luôn các bạn ạ. Thì em bảo là điện thoại của em hết dung lượng các kiểu á. Đây vài nữa. Ai? Thật luôn. Còn mà hai cái đây. Đi đi mua. Hai cái các bạn nha. Ôi đi đi. Đây, một, ôi. Một cái xanh, một cái tím. Đây, hai cái luôn. Thôi đi ra đi, thì cất đi anh này. Nhưng mà của em cái gì đây? Anh mang làm gì? Đây, anh cất đây. Ừ. Đây, tặng cho em một cái này. Cái vàng này. Cất đi. Thế nhá. Không à. Thích không? Không. Nhưng mà thích không? Không. Bao tiền? Ừ. Thôi, để tra trên mạng thì biết giá. Trên mạng gì đây? Nhưng mà thích không đã, thích không đã. Cũng bình thường. Bình thường à? Chán thế. Thế thôi nãy em vừa mua nó ngoài. Ok thôi, nãy anh bế con đi xong rồi ra chín. Thôi rồi. Anh bây giờ mình đây. Sẽ bế con. Đúng rồi nhá. Em màu vàng đúng không? Em không biết của em màu gì á. Anh mua màu gì? Màu vàng, màu trắng. Đây.
thoại thôi mà, nói chuyện mà. Người mua cái iPhone 10 năm ngoái lại mở luôn của năm nay. Mày rõ vào. Nó đi gặp học viên nào? Đó. Ồ. Mới mắc một chút bạn. Nhưng mà em nghĩ anh không nên mong chờ vào phản ứng của em vì em vốn dĩ em không thích được cái này lắm. Có được chả có chả sao. Thật ra. Thế à? Đây cho xem cái nào. Cũng được. Bây làm nào? Hả? Xem thôi đúng không? À, xem thôi. Anh mua về để anh để mở livestream như này à? Đây, điện thoại thôi mà, có gì đâu. Có gì khác với lại cái điện thoại của em đâu rồi. Chẳng lẽ là gần đâu. Thử so sánh nè. Sao cái này nhìn nó thô thế? Cái nào thô? Nó vuông à? Ồ, nó vuông, nó không được mịn mịn như này này. Có người xem nghĩ à? À đây. Cũng được rồi nè. To hơn đúng không? Ui, đằng sau 52 xịn hết. Bật nguồn như nào? Chưa biết nào. Ok, bye bye các bạn nhá. Vợ của mình vui rồi. Thầm mệt.